cháy lớn luôn rồi, ngay lưỡi bắn mít luôn à quý vị ơi. Trời ơi, gần cái chò chạm xuống sóng luôn rồi, chết mẹ ơi. Trời, nổi như pháo luôn. Chết. Rồi cháy lan luôn rồi, cái nhà kia cháy lan luôn rồi, chết luôn rồi. Rồi cháy quá trời cháy luôn rồi. Kiểu này chắc phải 3-4 căn nhà đi luôn chứ, cháy cỡ đó mà. Quá nguy hiểm. Ủa sao cháy dữ vậy ta? Nát hết luôn à. Nó cháy rồi nó lan qua mấy cái nhà bên cạnh kìa. Nó lan chắc chắn lan luôn, nóng chịu nổi cái nhà. Rồi tiêu luôn rồi. Này bây giờ cứu hỏa cũng chưa thấy luôn mà. Trời, để này bảo đảm là cháy lan chết luôn. Rồi thì chắc cửa hàng xe máy chứ cái gì nữa, tại vì cái đường này cửa hàng xe máy nhiều lắm nè, thấy không đó, xăng không à. Thôi cái xe ô tô kia chạy ra. Không thấy công an tới luôn trời. Em ở trọng hả? Gần đó hả?